Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, chiều nay, Ngài David Hurley, toàn quyền Australia cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm, làm việc với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Australia là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vào năm 2015, làm cơ sở để triển khai các nội dung hợp tác rất thiết thực và hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, 16 chuyến máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã đưa đón gần 300 lượt cán bộ nhân viên y tế và khoảng 300 tấn trang bị Bệnh viện dã chiến 2 của Việt Nam tới thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan và trở về nước tuyệt đối an toàn, đã trở thành biểu tượng tốt đẹp và là hình mẫu về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại buổi thăm, Chủ tịch nước nêu rõ, kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2014 cho đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Kể từ khi Việt Nam lần đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vào tháng 5 2014 cho đến nay, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. Tôi thấy rằng những đánh giá của Ngài toàn quyền với tư cách là một vị tướng lĩnh và người đứng đầu ở Australia đã nói lên rất nhiều điều về nỗ lực, cố gắng và thành tựu mà các đồng chí đã đạt được. Việc tham gia của các đồng chí tiếp tục tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước, không thể không nhắc đến sự hợp tác hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế, trong đó Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Để đạt được những kết quả tốt đẹp đó, ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước, không thể không nhắc đến sự hợp tác hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế, trong đó Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện, triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Australia và mong muốn hai nước tiếp tục là đối tác chiến lược, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Ngài toàn quyền Australia David Hurley nhận định những thành công tâm huyết của sĩ quan mũ nổi xanh Việt Nam đã thể hiện rất rõ không chỉ với Australia mà còn với toàn bộ thế giới tại các phái bộ gìn giữ hòa bình. Việc Australia đồng hành với Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình, điều đó làm tôi thực sự thấy ấm lòng. Bản thân tôi cũng từng tham gia những nhiệm vụ như vậy, và tôi hiểu trong các nhiệm vụ của quân đội thì hiếm có trọng trách nào cao thượng hơn việc cử sĩ quan của mình tới các quốc gia khác để hỗ trợ cho những người đang thực sự cần giúp đỡ. Australia luôn tự hào có thể hợp tác với Việt Nam trong việc điều động và hỗ trợ trang thiết bị, các chương trình huấn luyện. Ông nhấn mạnh, Australia có nhiều kinh nghiệm trong gìn giữ hòa bình, nhưng chúng tôi cần phải học hỏi thêm cách tiếp cận, sự can trường của các bạn, tình đồng chí, cách làm việc chuyên nghiệp. Australia mong muốn tiếp tục hỗ trợ hợp tác với Việt Nam trong vấn đề này. Từng là tham mưu trưởng của lực lượng quân đội Australia, tôi sẽ truyền tải thông điệp tới lực lượng quân đội của chúng tôi. Tôi tôn trọng công việc của các bạn và tin tưởng thành công hơn nữa trong tương lai. Ngay sau bài phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ngài toàn quyền Australia David Hurley đã giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, ghi sổ vàng lưu niệm và trồng cây lưu niệm tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, với mong muốn cây sẽ phát triển giống như sự phát triển hòa bình hữu nghị của hai nước Việt Nam-Australia.